Chào mừng bạn đến với clip hướng dẫn lập trình C++ căn bản, và trong clip này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cú pháp căn bản trong ngôn ngữ C++. Có 4 vấn đề chúng ta sẽ thảo luận trong cái clip này, đó là dấu chấm phẩy, khối và vị danh, từ khóa và cuối cùng đó là khoảng trắng. Ok, thì đối với thành phần đầu tiên, dấu chấm phẩy và khối. Ở đây chúng ta thấy rằng sau khi mỗi một cái câu lệnh thì chúng ta đều có cái dấu chấm phẩy ở cuối này. Dấu chấm phẩy đặt ở cuối có tác dụng là làm cho cái câu lệnh của chúng ta kết thúc. Và khi muốn kết thúc một câu lệnh thì chúng ta sẽ đặt nó ở cuối cái dấu chấm phẩy của chúng ta. Ví dụ như chúng ta sẽ gán x bằng y. Cái câu lệnh này muốn kết thúc thì chúng ta cho thêm dấu chấm phẩy. Và khi cho dấu chấm phẩy vào đằng sau đít gán x bằng y thì chúng ta sẽ hiểu là cái câu lệnh này đã kết thúc. Ok. Tiếp theo là đến khối, thì khối là các câu lệnh được viết ở trong cái cặp ngoặc đang bôi màu đỏ này. Ok, tức là gì? Chúng ta sẽ có các câu lệnh logic liên quan đến nhau cùng thực hiện một cái chức năng nào đó, thì nó sẽ được gom vào một khối. Ví dụ ở trong cái hàm main này thì tất cả những cái câu lệnh gì liên quan đến trong hàm main này thì nó đều có chức năng là thực hiện một cái chương trình của chúng ta. Ok, thì nó sẽ được gom lại thành một cái khối viết đằng bên trong cái cặp ngoặc nhọn này. Thành phần tiếp theo ở đây đó là định danh. Định danh thì cơ bản nó chỉ là một cái tên thôi. Tên dùng để đặt tên cho hàm, cho biến, cho class, vân vân. Tức là một cái tên để xác định một cái thành phần nào đó. Ví dụ như nếu như các bạn có một lớp có khoảng mấy chục người bạn gì đó, thì nếu như các bạn muốn gọi chính xác một người ra để trao đổi thì các bạn sẽ thường gọi tên người đó ra. Thì cái tên đó của cái người đó thì nó chính là cái định danh. Ok. Và định danh thì nó sẽ phân biệt giữa chữ hoa và chữ thường. Giả sử ở đây chúng ta có x nhỏ bằng y nhỏ, bây giờ mình sẽ có x lớn. Ok. Gắn bằng y nhỏ. Thì hai cái này là hoàn toàn khác nhau, tức là x nhỏ và x lớn này thì nó phân biệt rõ ràng là hai thằng này là hoàn toàn khác nhau, chứ nó không hề giống nhau đâu. Ok. Cho nên là ở trong C++ thì các bạn phải lưu ý đó là có sự phân biệt giữa chữ hoa và chữ thường. Tiếp theo ở đây đó là cái từ khóa. Ở trong cái C++ thì có rất là nhiều từ khóa mà chúng ta cần phải lưu ý. Đó là đây này, có một cái bảng rất là nhiều các từ khóa. Những cái từ khóa này là những cái từ khóa mà mặc định ở trong chương trình nó đã tồn tại và nó có chức năng tương ứng của nó rồi. Khi mà sử dụng định danh, tức là đặt tên cho hàng, cho biến, cho class, vân vân, thì các bạn phải tránh những cái tên này ra. Ok, rất là nhiều cái tên. Ví dụ như friend, for, float, char, class, rồi là if, else, static, void, try, vân vân, rất là nhiều. Chúng ta phải khi mà đặt tên cho biến, cho hàng, cho class thì phải tránh những cái tên này ra. Ok, rất là nhiều tên. Đó là từ khóa. Ok. Cái phần cuối cùng ở đây đó là nói về khoảng trắng. Trong chương trình của chúng ta thấy này, ở sau chỗ cout này mình sử dụng một khoảng trắng, và không sử dụng khoảng trắng thì cái chương trình vẫn chạy một cách bình thường. Ok, tức là cái khoảng trắng này, thứ nhất, mục đích của nó là để chúng ta trình bày cho nó đẹp, dễ phân biệt các thành phần hơn. Cái thứ hai là đây, ở đây cũng vậy, nếu như chúng ta gán x bằng y thì chúng ta hoàn toàn là không cần khoảng trắng đâu. Ok, tức là viết gần như thế này. Nhưng mà khi mà chúng ta viết liền như thế này ấy, x bằng y thì nó rất là xấu, cho nên là để trình bày nó đẹp hơn thì chúng ta sẽ dùng khoảng trắng. Cái thứ hai là giả sử chúng ta khai báo biến hai biến kiểu nguyên x, y, ghi như thế này, thì chúng ta sẽ, nếu như chúng ta không dùng khoảng trắng này thì nó là một biến và y. Nếu chúng ta cho khoảng trắng này, nó là hai biến khác nhau. Okay. Hai biến này là biến x và biến y. Thường là cái này nó sẽ phân biệt với nhau thêm một cái dấu phẩy nữa. Okay. Tức là chỗ này chúng ta sẽ phân biệt ra các gọi là cụ
các biến hoặc là các thành phần chung một kiểu ấy, thì thường nó sẽ sử dụng khoảng trắng để tách ra. Một cái nữa đó là các dòng common, ok, tức là các dòng common trên một dòng này gì gì đó, và các common ở trên nhiều dòng sao sao sược. Đây, những cái thành phần common này thì nó cũng được coi là khoảng trắng, ok, và chương trình nó cũng sẽ no đi, tức là lờ bỏ qua những cái thành phần là khoảng trắng đấy đi. Như vậy là cái khoảng trắng thì bây giờ dễ nhất, đơn giản nhất thì các bạn chỉ cần hiểu là chúng ta sẽ phân biệt các thành phần với nhau, và cái thứ hai là để trình bày cho cái chương trình là nó đẹp hơn. Ok, thế thôi. Như vậy là trong cái clip này thì chúng ta đã nói về dấu chấm phẩy. Chức năng của nó sẽ dùng để kết thúc câu lệnh. Khối thì thường sẽ bao gồm những cái câu lệnh có chung một chức năng, thực hiện chung một nhiệm vụ, được gộp lại với nhau bên trong cái dấu mọc nhọn. Định danh thì sử dụng để đặt tên. Cơ bản hiểu dễ nhất đó là tên của các thành phần, hàm, biến, class, vân vân. Từ khóa là những cái câu lệnh có sẵn ở trong thư viện của chương trình. Nó có chức năng đặc biệt đã được định trước, và chúng ta khi đặt tên, biến, hàm, vân vân thì sẽ lưu ý là tránh những cái từ khóa đó ra. Còn cái cuối cùng ở đây, khoảng trắng, thì là để trình bày và để phân biệt các thành phần ở trong cái chương trình của chúng ta. Ok, cái clip của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn đến trong các clip tiếp theo.